driver. Rồi uống cà phê nóng. Đây là đôi giày này đã mua với mục đích là hôm nay mình đi ra đồng quê để bẩn cũng được nên là không sao cả. Ở đây là cùi than, chúng tôi muốn là sẽ nổi lửa lên một chút nữa. Ban nãy mọi người vừa phái chúng tôi ra ngoài vườn để hái sắn, nhưng mà mấy chị em cầm dao ra không biết cây nào là cây sắn, không biết là cây sắn. Rất là rộng, tôi sẽ dẫn các bạn ra ngoài vườn. Ở đây mọi người đang nấu các món ăn đồng quê. Some chicken is now good. It's now good for car. So yeah, looking forward to the meal. Now, thank you. I have to wear extra clothes for my father because it's so cold. It's like everyone is like really, 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 really cold. Mango, this is lychee. We have about 3 hectares of land. Just for, I don't know what crop is this. But my father just like countryside, so we decided to go 76 kilometers away to have all this lychee. In the summer, it's beautiful. I heard there's a lot of lychee trees around. Đầu năm chúng tôi sau rất là nhiều lần muốn là được về quê để Bắc Giang để xem đây không phải là quê hương của tôi, nhưng mà vẫn luôn luôn mong muốn là được về để xem thiên nhiên, và xung quanh đây còn có cả ao cá nữa, và tôi rất là muốn là được đi câu cá, nhưng mà không khí lạnh như này không biết là ngồi ở đó được bao nhiêu lâu. Yeah, it's actually quite cold and my nose is kind of runny now, so I think I'm gonna get inside and put on some fire and maybe dance around a bit. And to welcome a new year to a new land, Vietnam. I love Vietnam for this beautiful nature. But